Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Winner V1 dọn sang chảnh trong cái lớp áo của Supra GTA 150 2020. Winner phiên bản V1 độ hôm nay là một trong những chủ đề mà anh em đã rất quen thuộc với những clip trước đây. Nhưng với chiếc xe hôm nay, mình tin chắc các bạn cảm thấy cực kỳ thú vị bởi diện mạo chất chơi em ấy. Ngoài ra nó còn có những món đồ chơi xịn sò đang được các bạn tò mò và tìm hiểu. Khoác cho mình một cái bộ áo của Supra GTA 150 cái bản 2020, chiếc xe dường như đã trở nên lịch lãm hơn trông thấy. Thêm vào những cái chi tiết ốp cạc bộ 7 hơn, nhấn mạnh về cái phần sang chảnh của con xe. Cái cụm thắng trên chiếc xe này là mang thương hiệu của Rainbow Asset, bao quanh là hai ống ga cùng với cái cụm ga Donut làm cái diện mạo chiếc xe là chất hơn, cứ như một cái chiếc mô tô một cái lớn. Hơn nữa, cái cụm ga Donut còn cố gắng hành trình dây ga cho con chiến mã để bay nhanh hơn. Dàn chân được củng cố bằng cái mặt Rainbow 8 cây mang tính diện mạo chắc chắn hơn. Ngoài ra ta còn thấy gấp mặt của bộ con heo đồ chơi giúp gia tăng cái chút hiệu năng thắng quay máy. Cái chiếu heo này được cố định bằng một cái bát nhôm CC sắc sảo. Người chủ nâng cấp một con heo của Rainbow 2 mít đã xứng ở cái phần diện chân sau, đáp ứng được mọi nhu cầu cần thiết và thắng. Bộ nguyên bản được thay mới bằng cái bộ của Sonic nhằm mang đến vẻ ngoài là gọn gàng hơn. Cấp cũng được nâng cấp là một bộ cấp đồ chơi cứng cáp mà còn giảm cái hiện tượng sàn lắc ở nước đề bài. Nhờ một bộ cấp này mà dàn chân trở nên quyến rũ hơn khi nhìn ở góc ở trên. Anh em cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại cái chiếc Winner độ đẳng cấp này nhé. Sonic 110 lên những món đồ chơi hiệu năng cao cùng với một cái dàn ghi đông cực chất. Cái dòng xe Sonic 110 từ khi ra mắt đánh dấu cái sự trở lại của một dòng xe đường phố tốc độ từng làm điên đảo anh em chơi xe đặc biệt và Thái Lan. Nó tiếp cái sự thành công phiên bản 125. Người Thái đã trở lại lần này thì Indo cũng đem đến cho chúng ta một cái con quái vật với một cỗ máy là 150cc, đem rất nhiều cái chi tiết góc cạnh hiện đại bậc nhất hiện nay. Cái cụm thắng Rainbow Asset đi cùng chiếc bình dầu của Bonamchi CNC nguyên khối mini nhỏ gọn, vừa tạo hình thẩm mỹ mà còn khả năng kiểm soát hành trình phần trước được im ái nhẹ nhàng hơn. Thiết kế ốc gió có sẵn trên cụm đem đến khả năng tranh dầu nhanh hơn rất nhiều so với một chiếc CNC. Nói đôi chút về Tacon, cái mẫu Accosato đời cũ, tuy nhiên đến tận hiện nay nó còn được rất nhiều anh em chơi xe săn tìm, đặc biệt là các dòng phân khối lớn, bởi nó không chỉ số ngoại hình đẹp, đơn giản, tinh tế mà còn khả năng cắt con rất kỳ máy, nhẹ nhàng tới 80% so với cụm xin, một con số rất ấn tượng. Đối với cái con tay nhỏ thì không có gì, đối với những chiếc phân khối lớn thì sẽ giảm cái độ tê tay thì rất nhiều cho các biker. Xấu trên mình cái cụm tăng tốc đồ nồ hay gà đèn để cút gắn hành trình chánh xe để bay nhanh hơn. Đi cùng với là hai dây ga được chơi thái có thể cắt ngắn phù hợp cho từng dòng xe nên gần như cũng có thể dùng được. Bên cạnh là cụm điều máy tiếp ít, một điểm khác biệt là gạt xuống là điều máy tạo cái cảm giác như cái chiếc cực lớn. Hai thợ có dùng cho mình cái bộ STB đem tích âm thanh lực hơn cho con xe mỗi khi người chủ lên cơ lớn. Đi cùng đó là vị trí phục sau mình là cái dòng là Fast X bình dầu rời, đem đến khả năng giảm sốc tìm máy nhẹ nhàng nhưng đặc tính cát chống xe lắc rất tốt sau một xin. Và giá của con Sonic 150 cái bản mới nhất cho năm 2020 có mức giá trên là 85 triệu đồng. Mức giá này lên xuống còn tùy vào màu sắc con xe, và giá này thì chưa gồm thuế tham biển số theo tầng khu của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like và subscribe.